Hello, mình xin chào tất cả anh em mọi người nha. Chúc tất cả anh em mọi người một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui và nhiều may mắn nha. Mời tất cả mọi người uống cà phê. Đó. quá đã mọi người ơi. Ngày hôm nay mình làm một cái video. Mình ngồi để cho mát nha mọi người. Ngày hôm nay mình làm một cái video. Cái video ngày hôm nay á, gần như là mình sẽ giải đáp thắc mắc và trả lời những cái câu hỏi của anh em mọi người hỏi mình. Mà video này nó đặc biệt hơn những cái video thường ngày. Những cái video thường ngày á, thường là quay vớ vẩn nhiều, còn trả lời thì ít. Đó, còn cái video ngày hôm nay thì mình trả lời rất là nhiều câu hỏi luôn mọi người. Mình đã xem những cái bình luận của anh em mọi người ở trong những cái video của mình. Và mình soạn ra 10 bình luận nha mọi người. Đó, cho nên video ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn. Thì mình soạn ra 10 bình luận. Ngày hôm nay là vô vấn đề luôn nha, không lòng vòng nha. Thường ngày mình lòng vòng dữ quá, cho nên là anh em nói mình suốt ngày cứ lòng vòng. Cho nên là ngày hôm nay vô vấn đề chính luôn, không lòng vòng, giải quyết vấn đề thôi. Thì có rất là nhiều câu hỏi luôn mọi người, nhiều lắm, chứ không phải là 10 câu hỏi thôi. Nhưng mà mình có những cái vấn đề mình làm rồi, cho nên là mình soạn những câu hỏi mà những cái vấn đề anh em hỏi mà mình chưa làm á, là cái video ngày hôm nay mình giải đáp nha. 10 câu hỏi luôn mọi người. Đây có một bạn hỏi mình là cái con chim nó bị ngấu cái con chim nó bị ngoáy nhẹ, bây giờ phải xử lý như thế nào anh? Thì xử lý thì mình thấy những anh em ở chỗ mình có rất là nhiều cách xử lý. Anh em đã xử lý bằng cách là sử dụng cái rọ chống ngoáy. Và có những anh em khác thì chơi cầu xoay, cầu lăn, cầu lắc tức là như vậy nè mọi người. Cầu lăn, cầu lắc lấy cái gì để mà ra ni ra. Chết cha. Thôi để mình nói sơ là anh em mọi người hiểu. Thay bằng một cái cây cầu á, cây cầu á thì người ta sẽ gắn bên này qua bên kia. Thì những anh em đó cắt cho cây cầu nó ngắn lại và dùi cái lỗ, hai bên hai cái lỗ. Và lấy cái sợi dây á, sợi dây nhựa, dây cước á. Và người ta sẽ xỏ qua và người ta cột hai bên nang. Người ta cột qua hai bên cái nang. Thì để cho cây cầu á, nó lắc như vậy nè. Con chim nó đậu lên là nó lắc nè. Nó lắc thì con chim nó sẽ tìm cách nó cân bằng, nó đứng để nó vững để nó cân bằng. Cho nên nó sẽ giảm được cái tình trạng ngoáy, ngước. Đó, cái này là rất là hay luôn mọi người. Hoặc là những anh em mua cái rọ chấm ngoáy để mà gắn chính giữa cái lồng, thì nó sẽ làm giúp cho con chim, những con chim bị nhẹ nó sẽ giảm và có khả năng nó sẽ bớt. Đó là những cái cách mà mình thấy những anh em ở chỗ mình đây người ta làm như vậy. Đó, còn riêng như mình á, thì theo như mình nghĩ á, tất cả mọi vấn đề, nói chung là tất cả mọi vấn đề về ngoáy nghiếc này kia nọ, mình thả vi mọi người. Tại vì đối với mình á, cái chỉ có thời gian nó mới giúp cho lành được cái vết thương thôi. Đó. Đối với mình là chỉ có thời gian nó mới giúp cho nó, đợi nó hết thôi mọi người. Tại vì những cái con chim của mình mà nó bị ngoáy á, thường thì mình trầm bảo lòng lại, không quan tâm đến nó. Ngoáy thì thông thường nó là những con chim nhát. Còn hoặc là những cái con chim mà nó bị lỗi lâu rồi á, thì nó bị ngoáy nặng á. Nó bị thói quen từ lúc còn bổi á, thì những con đó thì mình thả vi. Còn những con chim nó có hiện tượng nó ngoáy ngoáy ngước, mình trầm bảo lòng mà mình không quan tâm đến nó, cái nó tự giận tự động một thời gian á, nó hết mọi người. Chứ còn nó đã ngoáy đã ngước, anh em có nhìn hoài nó không có bớt được đâu. Đó, 10 câu hỏi. Ô, mới trả lời được một câu à. Rồi giờ vô câu thứ hai. Cái bạn này hỏi mình là cái con chim á, bạn này cho đi dàn được 2 lần rồi nhưng mà sao nó cứ lơ ngơ láo ngáo đó, bây giờ làm thế nào để nó biết chơi dàn? Thì cái câu hỏi thì rất là dễ. Đi dàn được 2 lần á, đi dàn được 2 lần nó không có nghĩa lý gì hết á. Chim nhà mình á đi dàn 20-30 lần, thậm chí có những con mình đi cả 100 lần kìa, chứ còn đi 2 lần thì đâu có nghĩa lý gì đâu. Cứ cho đi nhiều vào là từ từ nó sẽ ok thôi. Từ từ nó sẽ bộc lộ được cái khả năng, cái bản lĩnh của nó. 3 ngày cho đi dàn 1 lần, đi đều như bắp đó. Chim bổi có con mình cho 2 ngày đi 1 lần, ngày đi ngày nghỉ. Đi dần nào mà nó cảm thấy mà nó lên vàng, nó có dấu hiệu nó đấu, nó đá, xong bắt đầu là mình sẽ trẩn lại. Và mình sẽ vô chế độ giống như một con chim cà phê bình thường.
Tức là cái con chim mà nó chưa biết đấu vàng á, thì mình cho đi nhiều. Mà khi nó đã biết đấu vàng rồi á, thì tầm khoảng một tuần lễ mình mới cho đi một lần. Còn con chim nào mà chưa biết đấu vàng á, mình cứ 2 ngày mình cho đi một lần. Đi 20 lần, 30 lần nó sẽ có thái độ nó đấu thôi mọi người. Còn tại sao nó biết đấu rồi mình một tuần đi cho một chơi một lần á, là để mình giữ cái lửa nó. Chứ con chim mà 2 ngày đi một lần thì lửa củi đâu mà nó đấu cho được. Chẳng qua là mình đi để cho nó dám đấu vàng thôi. Còn khi nó đấu vàng rồi, anh em mọi người phải cho nó nghỉ ngơi, nó khỏe khắn, và một tuần lễ đi một lần thì nó mới có lửa nó đấu được. Đó, nó khá là đơn giản luôn. Mình chia sẻ dựa trên cái cảm nhận và những cái kinh nghiệm cá nhân của mình nha. Cũng có thể là mình sai, cho nên là anh em có thể là xem trên cái tinh thần tham khảo nha. Và nếu mà có cái gì đó sai thì anh em mọi người đóng góp ý kiến giúp mình. Ok. Bạn này hỏi nữa. Tiếp tục cái câu hỏi thứ ba, còn 8 câu hỏi nữa mọi người. Chim non khoảng bao nhiêu tháng thì sinh sản, khoảng bao nhiêu tháng thì thay lông lên má đỏ? Chim non mà khoảng bao nhiêu tháng sinh sản thì thực chất ra mình chưa có nuôi từ con chim non mà lên sinh sản, cho nên mình không biết bao nhiêu tháng. Nhưng mà những bạn của mình, những anh em của mình đã nuôi chim sinh sản thì những anh em nó chia sẻ với mình tầm con nào nhanh thì 8 tháng rưỡi, còn đúng chu kỳ của nó thì tầm 9 tháng rưỡi. Đó, mà mình nghĩ theo như mình nghĩ con nào chậm nữa thì khoảng 10 tháng rưỡi. Đó, anh em mọi người chỉ cần biết cái khoảng thời gian đó. Con nào nhanh thì 8 tháng rưỡi là bắt đầu sinh sản lứa đầu tiên. Con nào đúng cái chu kỳ đó thì 9 tháng rưỡi, mà con nào chậm thì khoảng 10 tháng rưỡi. Đó, này là mình nghĩ vậy nha. chưa trả lời xong mà, còn một cái nữa. Khoảng bao lâu nó lên má đỏ? Thì thông thường một cái con chim non lên á, như cái con chim của mình, con chim bạch mình chia lại của em Vũ bán lại cho mình nè. Con này được 3 tháng rưỡi. Thông thường có những bạn mà nuôi mà trùm kín á, theo dư chế độ mà ép lông á, thì khoảng 4 tháng là nó đã lên má đỏ rồi mọi người. Nó thay lông lên má đỏ rồi. Còn mình thì mình xách đi vàng suốt à. Cho nên tính tới thời điểm bữa nay thì nó bắt đầu nó xuống lông nhiều, thì mình không xách đi vàng nữa. Cho nên tình hình nó đang xuống lông một ngày cũng 20-30 cộng lông. Thì theo như mình chăm lông thì con này hiện tại nó là 3 tháng rưỡi tuổi. Mình chăm lông tầm khoảng, nếu mà mình thiệt chăm, tầm khoảng 1 tháng rưỡi nữa thì nó rơi vào tầm 5 tháng là nó lên má đỏ. Còn thông thường như mà nhiều anh em người ta ép á, là khoảng 4 tháng là đã lên má đỏ rồi. Đó, xong câu hỏi thứ 3 nha. Phan, xong câu hỏi thứ 3 cho anh em mọi người thông cảm cho mình chip một miếng cà phê nha. Để cho nó tỉnh táo tinh thần thì mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi thứ 4. Ok. Tiếp tục. Bạn này hỏi mình một câu hỏi là chim bạn nuôi mà công việc bạn khá là bận rộn, chăm sóc, tắm rửa, ăn uống, trái cây nó cũng không có đều đặn, nhưng mà mỗi lần mà bung áo lồng ra treo ra là nó chế ầm 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 như vậy, có phải là con chim hay hay không, có phải là con chim tố chất hay không? Thì cái này á, nếu mà hay là tố chất á, thì gần như á, cái người chủ chim nó hiểu rõ, chứ còn hỏi mình thì mình cảm nhận, mình suy đoán thôi đó, chứ còn hay hay dở hay là tố chất hay không là do cái người chủ nuôi thì người ta hiểu nhất. Chứ bây giờ cái con chim mình nuôi mà mình hỏi các bạn chim mình có hay hay không, mấy bạn trả lời cũng không có được đâu. Còn cái việc mà chăm không đều mà bung áo lồng ra nó chế nó chẻ thì cái chuyện rất là bình thường. Nó quen nhà và nó quen cái cách mà bạn nó chăm đó, và nó xem nhà bạn đó giống như là địa bàn của nó, thì khi nó tự tin, và đặc biệt nó là chim thuần rồi thì nó mới chế chẻ được mọi người. Nó tự tin thì đem ra cái chỗ quen thuộc của nó là nó chế nó chẻ thôi, tại vì nó tự tin đó. Chứ còn hay hay dở thì mình không biết, tố chắc hay không thì mình cũng không biết, tại vì chế chẻ nó không có nói lên được một cái điều gì hết đó. Chẳng qua mình nghe mình cảm thấy thích thôi, chứ còn chế chẻ nó không có nói lên được là chim hay hay dở, tố chắc hay không đâu mọi người. Cho nên là hay hay dở thì bạn nên xem lại, bạn nên cảm nhận cái con chim của mình. Hoặc là muốn biết hay hay dở thì đem nó ra vàng, cà phê hay là thi. Còn tố chắc hay không thì bạn cứ nuôi đi. Khi nào bạn đem ra vàng cà phê hoặc thi nó đánh tốt thì lúc đó mới nói được. Còn mình thì mình không biết. Đó, mình cảm nhận nó là vậy thôi. Mấy câu hỏi rồi? 4 câu hỏi rồi. Tiếp tục câu hỏi thứ 5 nữa mọi người. Chim chào màu má trắng mình ép thay lông được không anh? Câu hỏi thứ 5. Chim chào màu má trắng ép thay lông được không? Thì đó, mình mới vừa chia sẻ xong thì
Thông thường một cái con chim má trắng á, anh em mọi người cứ chăm thoải mái đi, khoảng 5 tháng thì nó sẽ lên má đỏ. Ép làm gì đâu. Đúng tính từ cái ngày nó nở ra. Nó nở ra là tính từ ngày đầu tiên, cái cột mốc từ ngày đó đi, cho tới đúng 5 tháng sau thì tự động như con chim của mình đây nó sẽ lên má đỏ, không cần phải ép. Hiện tại bây giờ nó 3 tháng rưỡi tuổi. Nếu như mình ép á, thì bây giờ này khoảng nửa tháng nữa là nó lên má đỏ rồi, nhưng mà mình không ép. Trong thời gian rụng lông 1-2 cọng mình vẫn đi cà phê ok. Rồi tới khi mình thấy nó rụng nhiều thì mình ngưng, mình không cho đi nữa, đợi cho nó thay lông cho ok. Thì 3 tháng rưỡi rồi, bây giờ mình bắt đầu ép thay lông thì còn thông thường mình chăm lông một con chim nó rơi vào tầm khoảng 1 tháng 30 ngày. Đó thì đúng 5 tháng nó thay lông, ép làm gì đâu. Ép là ép những con bổi nó khó rụng hay là nó thế này kia mình mới ép, chứ còn con chim má trắng tới thời kỳ đó chắc chắn nó phải thay lông, không cần phải ép. Đó vậy nha. Ok. Câu hỏi thứ 5 rồi. Bây giờ tiếp tục câu hỏi thứ 6 nha mọi người. Bạn này có một câu hỏi rất là thú vị luôn. Bạn này rất là đam mê chim, nuôi chim, nhưng mà là cái chỗ bạn đó sinh sống không có cội chim. Không có cội chim thì bạn đó mở tivi cho con chim nó giật được hay không? Thì theo như mình nghĩ, đam mê chim, như bây giờ cái chỗ mình mà nó không có cội chim, mình mở tivi cho nó giật được không thì mình chưa có thử mọi người, nhưng mà mình nghĩ chắc được chứ, tại vì thì vốn dĩ chỗ mình nó cũng đâu có cái cội chim đâu, thì mình thích thì mình cứ mở tivi mình giật thoải mái thôi. Còn mà để mà anh em muốn chơi thi đấu thì cái chỗ của mình nó phải có cái cội chim đó, chứ còn mà hoặc là gần chỗ mình không có nhưng mà xa chỗ mình nó phải có cái cội chim thì mình mới chơi thi đấu được. Mà nếu mà xa chỗ mình nó có cái cội chim thì anh em nên không ít thì quên, không nhiều thì ít, có thể là một tuần đi một lần, không được thì 2 tuần đi một lần. Chứ còn con chim nó phải đấu trực tiếp nó ok hơn, còn đấu trên tivi thì đấu cho vui thôi, chứ mình nghĩ trên tivi nó không có thực tế. Mà bạn nó nuôi chim mà để thi đấu thì phải có cội chim, hoặc là cội chim ở xa phải cố gắng sắp xếp thời gian đi. Còn mà chơi đấu tivi thì mình thích mình ở nhà mình chơi thôi, chứ mình nghĩ nó không thực tế lắm đâu. Hoặc là mình giật trên tivi mà để mà đem đi ra dàn thi thì nó là cả một vấn đề. Chứ con chim nó chơi ở nhà nó khác, là dàn nó đã khác rồi, chứ huống chi là chơi trên tivi đó mọi người. 6 câu hỏi rồi nha, 6 câu hỏi rồi. Tiếp tục một cái câu hỏi thứ 7. Cái con chim bạn này đang tắm rửa bình thường, tự nhiên một ngày nọ cứ thả lòng tắm thì nó lại không chịu tắm nữa. Hỏi là cái lý do tại sao và nó cái cách như thế nào. Thì một cái con chim mà khi mà mình chăm sóc á, mình thả lòng tắm, nó tắm rửa bình thường đó, như con bổi mình đang thả lòng tắm nè mọi người. Cái con này thì do là mình ngồi gần á, chứ mình né xa ra là nó tắm. Một cái con chim mà đang tắm rửa bình thường mà tự nhiên nó không tắm, thì nó không tắm 1 hoặc 2 ngày thì cái chuyện này rất là bình thường. Cái thể trạng của nó hoặc là cái thời tiết thay đổi, nó không muốn tắm đó, hoặc là cái thể trạng nó thay đổi, nó không muốn tắm. Còn mà con chim mà tự nhiên tắm lòng tắm bình thường mà bây giờ không tắm lòng tắm, nó không chịu tắm nữa, thì anh em nên xem lại cái con chim của anh em mọi người, nó có khả năng là nó tắm cống đó, có khả năng rất là cao là nó tắm cống. Và nếu mà nó không tắm cống luôn á, thì tại sao nó không tắm, thì anh em nên xem lại cái lòng tắm, cái vị trí để lòng tắm đó. Nó có hoảng, nó có sợ gì đó không mà dẫn đến cái tình trạng nó không tắm cống đó. Chứ còn hỏi mình thì theo như mình suy đoán thì nó là như vậy, còn ngoài ra nó không còn cách nào khác. Một là tắm cống, hai là nó không tắm cống thì nó cái vị trí lòng tắm hoặc cái lòng tắm nó bị có cái vấn đề đó, nó hoảng, nó không dám tắm đó. Còn mà nếu nó không tắm 1-2 ngày thì cái chuyện này rất là bình thường. Cái thể trạng thời tiết thay đổi, con chim nó không muốn tắm thì những ngày sau đó nó sẽ tắm thôi đó, nó dễ lắm mọi người. 6 câu hỏi rồi đúng không? Tiếp tục câu hỏi thứ 7. Ủa đâu? Câu hỏi thứ 8 rồi chứ. Câu hỏi thứ 8 rồi mọi người. Giờ tiếp tục câu hỏi thứ câu hỏi thứ 7. Sao không đóng gạch sân sau cho đẹp anh? Đóng gạch sân sau là sân này nè, cái bạn này hỏi mình không đóng gạch à, cái sân sau này. Thì chắc chắn là mình sẽ đóng thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ cái nguồn tài chính của mình á, mình đang tập trung tất tần tật vào chim nè, để mà có cái quay cho anh em mọi người xem nè, đầu tư vào chim bạch nè, để có quay cho anh em mọi người xem nè, và nay mai nó sinh sản thì có kinh tế. Thành ra cái việc mà lát gạch cái này thì mình không có làm được, tại vì
mình dồn tất cả cái nguồn tài chính của mình để làm cái việc khác. Còn cái này nếu mà mua gạch tấm cái này thì khoảng vài triệu thì nó cũng ok mọi người đó. Cái câu hỏi này do nó không liên quan nhưng mà cũng có nhiều anh em quan tâm, mà anh em quan tâm thì mình cũng trả lời để cho anh em thỏa mãn được cái hiểu được cái vấn đề đó nha. Ồ chết cha, sao cái câu hỏi này nó căng thế. Cái câu hỏi này cái bạn này hỏi là kêu nghèo kêu khổ mà chơi lòng VIP, chim VIP. Đây lòng VIP thôi. Thực chất ra cái lòng này thì mình thấy nó cũng không VIP gì đâu. Có nhiều cái lòng người ta chơi á vài chục triệu, vài trăm triệu còn có nữa mọi người. Những cái lòng mà nghệ nhân ở bên ở ngoài Huế á, người ta đục á, những cái lòng vài chục triệu hay là 100-200 triệu nó cũng là chuyện rất là bình thường. Hoặc là những cái lòng mà gắn ngà voi đồ á, 500-700 triệu cũng rất là bình thường. Đó là nếu như cái gì đó mà nó quá cái khả năng của mình thì mình nhìn thấy nó là VIP đó. Còn mà đối với người ta thì nhiều khi người ta thấy bình thường. Còn đối với mình á, đối với mình nha, nãy giờ mình đang nói là chuyện đối với người ta. Còn đối với mình á, cái lòng này đối với mình nó cũng đã là VIP rồi. Nhưng mà anh em mọi người cứ suy nghĩ nó thoáng một tí xíu. Mình là chủ kênh YouTube, mình quay video cho anh em xem hàng ngày. Không lẽ mình chơi những cái lòng giống như vậy đó, mình quay cho anh em xem, anh em có xem không? Đó, mình phải quay, mình phải cố gắng làm sao mà lên video những cái lòng đẹp nhất để anh em mọi người xem cho nó sướng. Chứ nếu mà khả năng mình, kinh tế mình nó có thể tốt hơn thì mình sẽ lên những cái lòng nó còn VIP hơn như vậy, để cho anh em mọi người xem nó mới thích. Chứ không lẽ quay cho anh em mấy mọi người xem mấy cái lòng này thì nó đầy mà nó có 100-200 ngàn thì quay mọi người cũng đâu có xem đâu. Đó thì còn cái vấn đề mà nghèo khổ hay là này kia nọ thì mình phân tích cho anh em mọi người hiểu luôn là cái cuộc sống này á, ai cũng muốn phấn đấu đi lên, không có ai mà muốn dậm chân tại chỗ hoặc là đi xuống đó. Mà không lẽ mình cũng cố gắng mình phấn đấu đi lên rồi cái cuộc sống mình nó tốt lên thì anh em mọi người xem nhiều khi nó còn thích hơn. Chứ nếu mà cuộc sống mình nó bế tắc cái suốt ngày cái mình than nghèo kẻ khổ, nó rất là nhiều cái mà tiêu cực. Anh em mọi người đang buồn nữa, thấy mình ủ thằng này nó làm tiêu cực, nó là chán đời không có vui gì sao đó. Cho nên là mình cố gắng mình đem lại cái năng lượng tích cực nhất có thể đó. Còn mà lòng hay là chim cò này nọ thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần. Cái này nó gần như nó là tất cả cái sự mà anh em yêu mến đóng góp giúp đỡ hỗ trợ mình bằng rất là nhiều hình thức. Mua miếng lót, mua dầu quét lòng nè, rồi có nhiều anh em thì hỗ trợ mình để mà mình phát triển được cái kênh. Còn cái con người mình sau này mình phát triển được kênh mình lớn, mình mạnh, mình có nhiều tiền rồi, cái con người mình lúc đó nó sẽ như thế nào thì anh em mọi người hãy theo dõi mình đi. 1-2 năm nữa anh em mọi người sẽ biết là cái thằng Quốc Hà Tân ngày xưa nó khổ nó như vậy, sau này nó giàu nó như thế nào đó. Còn cái đường đi mọi thứ của mình thì mình đã tính toán, mình đã cố gắng đặt mục tiêu và phấn đấu sau này cái kênh mình lớn mạnh thì mình làm những cái việc nó có ý nghĩa hay nó như thế nào đó. Thì anh em mọi người theo dõi một thời gian nữa, 1-2 năm nữa thì anh em mọi người sẽ biết mình là người như thế nào đó nha. Còn mà tất cả những gì mình đang có đây là mình cũng nói lại một lần nữa, lần cuối cùng, là nhờ cái sự yêu mến của tất cả mọi người, anh em mọi người đã mua hàng, ủng hộ, đóng góp mọi thứ, nói chung rất là nhiều thứ mình mới được như vậy đó. Cái câu hỏi thứ 9. Ok, bây giờ tiếp tục cái câu hỏi thứ 10 nè. Cái câu hỏi thứ 10 này cũng rất là quan trọng, cũng rất là thú vị luôn nha. Câu hỏi cuối cùng cho mình uống ly miếng cà phê. Mời mọi người nha. Ok. Như anh em mọi người thấy cái giải mình thi mới vừa thi vừa rồi cách đây 2 ngày. Lên một cái dàn thi thì tất cả mọi người đều chơi lòng tre. Chỉ có 1-2 anh em chơi lòng mung thôi. Mà nếu mà nói về cái dàn lòng, cái lòng của mình nó cũng không đắt tiền lắm, nhưng mà nếu mà nói cái cuộc thi ngày hôm đó thì cái lòng của mình nó cũng tương đối đắt tiền so với những cái lòng anh em khác thi trên cái giải mà 36 lòng vừa rồi á. Lòng mình nói chung nó cũng tương đối đắt tiền hơn những lòng khác một xíu, tương đối thôi nha đó. Và cái lòng của mình đặc biệt là nó có một cái sự nổi trội hơn những cái lòng khác đó. Thì anh em mọi người thấy tại sao nó kỳ vậy, tại sao mà nguyên một cái 36 lòng hả, gần như là 34 lòng hả trắng bóc, chỉ có mỗi một cái lòng hai cái lòng đen xì xì.
mà đen người ta là đen đen cái mung đen thôi, còn nang người ta nang trắng, mà mình hả đen đen nguyên con đó. Tại sao mà mình chơi nó nổi trội, nó nổi bật thì nó có rất là nhiều lý do luôn nha. Mình sẽ phân tích cái lý do đầu tiên. Cái thứ nhất là mình làm YouTuber, mình quay video cho anh em xem hàng ngày thì làm sao nó phải nổi trội thì anh em mọi người xem nó mới hấp dẫn, nó mới thích thú đó, nó mới nhìn rõ được con chim của mình đó, cho nên là mình chơi nổi trội. Và cái thứ hai á, tại sao những người khác không chơi nổi trội, có phải vì người ta có tiền á, quên, không có tiền mà chơi những cái lòng như mình, hoặc là người ta không thích không? Thì mình cũng trả lời luôn là cũng rất là nhiều người thích chơi những cái lòng nổi trội và nó đặc biệt như vậy. Nhưng mà tại vì đi thi chim á, là cái người ta đi thi chim là người ta quan tâm tới cái việc lấy giải. Mà khi quan tâm tới cái việc lấy giải á, anh em mọi người chơi một cái lòng nổi trội á, khi con chim mình nó mắc một cái lỗi gì đó nhẹ á, trọng tài sẽ rất là dễ nhìn thấy con chim của mình, tại vì nó nổi quá đó, người ta sẽ rất là dễ nhìn thấy con chim của mình. Còn mà lòng nào cũng giống lòng nào thì trọng tài người ta nhìn qua dài, nhìn qua dài, nhìn qua dài thì nó dễ thoát được cái lỗi của con chim của mình, thì cái tỷ lệ vào giải con chim của mình nó sẽ cao hơn đó. Cho nên đó là cái lý do người ta không chơi lòng nổi trội, chứ không phải là người ta không có tiền mua những cái lòng giống như mình. Đầy người đi ô tô người ta giàu hơn mình hả rất là nhiều lần, nhưng mà người ta không chơi, cho nên cái mục đích người ta đi thi chim là thi để lấy giải đó. Mà chơi nổi như mình á, chơi nổi giống như YouTuber Quốc Hà Tân á, thì trọng tài rất là dễ phát hiện cái lỗi, mà dễ phát hiện thì rớt đó. Cho nên đó là cái lý do người ta không chơi những cái lòng như vậy. Và tiếp tục nữa, tại sao là người ta không chơi những cái lòng như vậy, còn một cái nữa nha, tại vì tâm lý anh em hay là những anh em có gia đình hoặc là chưa có gia đình, nói chung cái cuộc sống này, cái đồng tiền nó quyết định mọi thứ, nó cũng khá là ấy mọi người. Ví dụ như người ta mua một con chim 5 triệu, người ta bỏ vô một cái lòng khoảng 1 triệu, 2 triệu gì đó, người ta đi thi, bỏ cái lòng thường thường thôi, thường thường như mọi người, để đi thi cho trọng tài khó nhìn thấy lỗi và nhiều khi nó dễ vô giải á. Thì ví dụ như con chim đó nó đạt giải thì có một cái người có tài chính, người ta đang tìm mua những con chim thi trên vàng, thì người ta nhìn thấy cái con chim ở cái lòng đó, số báo danh đó nó đánh hay, người ta hỏi người ta mua, tại vì nó cái lòng nó bình thường. Còn bây giờ ví dụ như mình thì mình chơi một cái lòng nổi trội như vậy, so với ở cái chỗ mình đang sống á, cái lòng như vậy cũng khá là VIP pro rồi, thì cái người ta muốn mua con chim của mình người ta không dám hỏi, tại vì người ta sợ là cái thằng chủ chim này nó là đại gia, nó không thiếu tiền đó, người ta không dám hỏi mua. Hoặc là nếu mà anh em mọi người tưởng tượng cái lòng này mình đem đi giác vàng lên đi, mình giác vàng mình bỏ ra một cây vàng nữa mình giác lên, thì khi mình mang con chim mà đi thi trong cái lòng này, khi mình đánh hay không ai dám hỏi mua, tại vì nó chơi tới cỡ đó thì ai dám hỏi mua con chim của nó đâu phải ấy nữa đâu. Còn nhiều khi người ta tâm lý, người ta thích mua một con chim 2 triệu, đi lên dàn thi có người trả 20 người ta bán ngay đó. Người ta thích, có thể là người ta không thiếu tiền nhưng mà người ta thích cái sự mà gọi là có lời á, có lời á, mua 2 triệu bán 20 triệu, người ta thích như vậy đó. Cho nên là người ta sách những cái lòng làm sao nó phải cùng một ba rem theo những người khác để đi thi dễ lấy giải, và nếu đi thi được giải sẽ có người hỏi mua. Còn mình thì khác, mình làm YouTube, mình muốn là quay những cái video đẹp nhất cho anh em mọi người xem, và cái con chim của mình nó rộ rõ ra cho anh em mọi người thấy, cho nên là mình sử dụng những cái lòng nó phải đẹp, chứ đi sách chơi lòng này thì mình quay cho anh em mọi người xem thì rất là chán đời đó. Và mình cũng không có cái suy nghĩ là mua bán chim, cho nên là mình thích thì mình chơi thôi. Tại vì anh em mọi người cứ suy nghĩ rất là đơn giản như vậy nè, mình là một cái người duy nhất trên trái đất này, một cái cá thể mà duy nhất, đặc biệt nhất, không có ai giống mình hết, thì tại sao mình phải giống người ta đó? Mình là trái đất này là hình như là 7 tỷ người, mình là người duy nhất khác biệt nhất trong 7 tỷ người, không ai giống mình hết, thì tại sao mình phải giống người ta, mình phải khác người ta một xíu mình nó mới hấp dẫn đấy, đúng không mọi người? Có ai mà cùng tên với mình, cùng họ với mình? Chắc chắn là sẽ có những người cùng tên cùng họ nha, nhưng mà cái khuôn mặt hay là cái ngoại hình không bao giờ giống mình được đó. Hoặc là cũng có những người cái ngoại hình, cái khuôn mặt giống mình nhưng mà không bao giờ cùng tên cùng họ với mình được. Đó là cái lý do là mình là người duy nhất trên trái đất này, cho nên là mình không nhất thiết phải giống mọi người, mà mình có thể có một cái cách đặc biệt riêng, mình thích như vậy đó. Cho nên là mình chơi cho nó khác biệt một xíu, đó là một, cũng giống như nó là một cái màu sắc riêng mọi người, đâu nhất thiết phải giống ai đâu
mình cứ làm mình đi đó. Hết rồi, hết rồi, 10 câu hỏi rồi mọi người. Uống miếng cà phê nữa chưa? Ok, thì cái mục đích mình làm cái video ngày hôm nay á, trước tiên là giải đáp những cái thắc mắc cho anh em mọi người, những anh em quan tâm mình mới đặt cái câu hỏi dưới bình luận video của mình. Còn nếu mà anh em không quan tâm thì đã lướt qua rồi, không cần mà phải bình luận. Cho nên là những người quan tâm bình luận thì mình cũng gom lại và mình làm video, mình trả lời giải đáp những cái thắc mắc cho anh em mọi người. Đó, cho nên là mình cũng rất là cảm ơn tất cả anh em mọi người đã quan tâm, để lại bình luận. Và mong hả anh em mọi người, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình, để cho cái kênh mình càng ngày nó càng phát triển lên. Rồi hả, phát triển lên thì cái kinh tế, cái thu nhập lương YouTube mình nó cao lên. Và cái lương mình nó cao lên á, anh em mọi người lúc đó sẽ xem lại, ồ cái thằng Quốc ngày xưa nó, cái kênh nó bé, nó dễ thương như vậy, cái kênh nó bữa nay nó lớn, nó có tiền rồi, nó như thế nào. Thì anh em mọi người hãy theo dõi. Mà sau này mà thấy cái mặt nó ghét quá hả, hủy đăng ký. Đó, vậy nha. Còn bây giờ hả, thật sự cái nguồn lương YouTube nó khá là thấp. Mình cần rất là nhiều hả, lượt view, lượt like, lượt đăng ký để kênh mình nó phát triển lên, thì lương mình nó cao lên. Cao lên thì có thu nhập, có thu nhập mới có nhiều cái nữa mà quay video cho anh em mọi người xem. Đó. Chứ còn mà không có thu nhập thì suốt ngày mình than khổ, có ai muốn mình nghe mình than khổ nữa không? Đó, thì cái mình phải đem lại cái năng lượng tích cực thì anh em mọi người xem video thấy vui, thấy tràn đầy những cái năng lượng tích cực, và cái thì trong khi đó cái cuộc sống mình nó sẽ nó tốt lên. Đó. Thôi cái video này tới đây thôi, không lan man nữa nha. Mình xin cảm ơn tất cả anh em mọi người. Hẹn gặp lại anh em mọi người ở video ngày mai. Bye bye. Ai chưa đăng ký nhớ đăng ký nha.